Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi nhé. Tin tức ngày hôm nay, Hồ Văn Cường có nhà mới sau khi được danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ. Thông tin nam ca sĩ có nhà mới được dân tình chia sẻ rần rần khắp các diễn đàn hội nhóm. Và mới đây, thông tin Hồ Văn Cường có nhà mới sau một năm được Ngọc Sơn dìu dắt, fan rất rần rần chúc mừng. Và cụ thể thì Hồ Văn Cường đã bất ngờ đón tin vui sau một năm được ông Hoàng Nhật Xến Ngọc Sơn nâng đỡ. Và theo đó thì nam ca sĩ gốc Tiền Giang đã chính thức có fanpage riêng, đó là nơi cập nhật những thông tin liên quan đến Hồ Văn Cường. Mặc dù chỉ mới xây dựng được ít ngày thì song fanpage đã nhận được về hàng nghìn lượt theo dõi. Đa phần khán giả đều vui nhưng trước động thái xây dựng nhà mới của Hồ Văn Cường, nơi mà nam ca sĩ có thể giao lưu và chia sẻ những thông tin, tin tức cùng fan. Ồn ào với cố nghệ sĩ Phi Nhung thì thông tin về Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm của công chúng. Hồ Văn Cường vẫn đang dành thời gian cho việc học văn hóa và đồng thời nam ca sĩ tích cực trao dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc nghệ thuật và rèn luyện sức khỏe của mình. Vừa qua thì tiết lộ về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ Hồ Văn Cường thì Ngọc Sơn nói giọng ca bỏ quê vẫn đang trong quá trình học hè tại trường đại học, và bên cạnh đó là dành thời gian luyện thanh, trao dồi kỹ năng biểu diễn. Quán quân cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016 có định hướng rất rõ ràng về công việc phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn cuộc sống của mình. Vì lẽ đó, danh ca Ngọc Sơn tin rằng nếu vẫn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ và ham học hỏi như vậy thì Hồ Văn Cường sẽ có tiến xa trong tương lai. Hồ Văn Cường được năm danh ca khen về sự tiến bộ trong cách nhả chữ và liên lấy như những gì mà Ngọc Sơn đã chỉ dạy trước đó. Thì tóm lại thì nói về câu nói đó, và Hồ Văn Cường có nhà mới thì chẳng qua là Hồ Văn Cường có một cái fanpage mới được Ngọc Sơn, đàn anh hướng dẫn và dìu dắt để có một cái sân chơi cho Hồ Văn Cường. Và nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nhé. Và đừng quên đăng ký và chung tầm.